Và ngay sau đây Quốc Thường xin kính mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chào hai bạn. Dạ, em chào anh chị. Hai bạn tự giới thiệu về mình đi. Em chào anh chị, em tên là Nguyễn Thành Long, em 36 tuổi. Hiện giờ em đang làm trưởng phòng kế hoạch. Em cũng xin được giới thiệu, em tên là Lê Thị Xuân, năm nay 25 tuổi. Hiện em đang là học viên cao học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, hai hoàn cảnh khác nhau vậy, rồi các bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Trước đây tụi em ở gần trong một cái dãy nhà trọ với nhau. Hôm đó thì một cái đêm tối năm 2007 á, thì khoảng chừng gần 11 giờ rồi, thì phòng trọ em là phòng đầu tiên, là phòng của một dãy trọ sau. Thì em đang ngồi nói chuyện với những anh em trong phòng thì tự nhiên nghe tiếng rút lột cột, một cái giọng rất là khó chịu, không biết nói cái gì em nghe không rõ, cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui. Thì thanh niên không chút xíu tò mò, em lên gác em nhìn xuống thì thấy có một cô bé tóc dài mang bút cao đi tới đi lui. Thật sự hôm đó là em đi cũng có đi chơi về hơi khuya. Đi chơi khuya đúng dạ, không? Khi về đến nhà thì lại không có chìa khóa vào phòng, cho nên là đang rất là tâm trạng rất là bực bội. Em thò đầu qua hẻm nhìn, em kêu là em ơi, có cần anh giúp gì không? Em trả lời là không. Vậy hả? Dạ, tại vì lúc đó tâm trạng cũng không được vui lắm. Dạ, thì em hơi bị sượng một xíu. Em bước qua nhà rồi em nghĩ không được. Dạ không được, em rất là lì. Thế thì em bước thẳng ra, em hỏi em hình như là em mở cửa không được, em mới cần anh giúp không? Thì khi đó thì em cũng chứng tỏ mặt ông chút xíu. Thế là em lấy sức mạnh vô, em không đoàn trong đó là sập cửa. Cảm xúc của em nó sao? Dạ, trước tiên á, là cái hình tượng của anh ấy đập vào mắt mình là không đẹp cho lắm. Tại vì ảnh lúc đó ở trần mặc quần đùi, mà cái quần nó có vẻ cũ cũng hơi lỏng. Thì nó... quần tà lõn. Quần tà lõn cũ mà hơi mỏng. Dạ, thì khi mà anh ấy dùng hết sức để phá cái cửa thì là cái lực nó làm cho cái quần nó tuột hơn xuống một chút nữa. Rồi sau đó thì sao? Thì lúc đó thì em dù mặc dù có cố tránh đi nhưng mà cũng không thể nào mà không bị thu hút vào đó, cho nên thuận đi nè, em đúng. Hỏi những cái điều mà rất là khó xử. Dạ, không, cái này mới là thú vị nè. Sau đó thì như thế nào? Dạ, sau khi nhìn vào cái phần ở dưới anh ấy đang nhìn em. Dạ không, tức là lúc đó thì em phá cửa xong rồi thì em nhìn em đang chờ cảm ơn để làm quen. Thì lúc đó thì con này không có nhìn vào em đâu, con nhìn xuống. Cảm ơn anh. Đó hả? Không em. Vậy á? Tại vì cái quần em nó xẻ xuống mà, xin lỗi là lúc đó em đang ở trên. Lúc đó là em chủ mưu như vậy hay là em giống như là em vô tình? Tức là em không để ý bản thân dạ, mình hay là em mà... chủ mưu là em với một cái bộ dạng vậy để em mở cửa? Dạ, khi mà phương. Em cái ý định mà mở cửa giùm để là quen biết thì có, nhưng mà quên mất rồi đang ở trên. Cái đó là quên. Và nếu nói đến vụ trang phục á thì em đúng thật là ảnh không, thật sự em tin là ảnh thật sự là không có để ý tới trang phục bề ngoài của mình. Tại vì có một cái kỷ niệm rất là buồn cười như thế này. Có một lần mà khi tụi em đã quen nhau rồi, thời gian quen nhau cũng vài tháng rồi, thì hai đứa thường xuyên là rủ nhau đi ăn và có một hôm á thì quyết định là mua một cái pizza thật là to, nhưng mà không ăn trong tiệm mà sẽ ra ngoài cầu Thủ Thiêm để ngồi ăn cho mát. Sau khi mà chọn được một cái chỗ ngồi lý tưởng rồi á, bắt đầu mở cái bánh ra bắt đầu ăn á, thì lúc cúi xuống như thế này em ngước lên thì thấy anh ấy lúc đó đó là trong trang phục là áo sơ mi quần kaki mang giày bata rất là lịch sự, ngồi đối diện với em, ngồi xếp bằng. Thì em ngước lên thì mới phát hiện là dưới đáy quần của anh thủng một lỗ rất là lớn. Hay là ấn tượng lần đầu quá thì là thủng quần, lần thứ hai là một đường dài quần. Trời ơi, em gặp cao thủ rồi đó, em thấy chưa? Là sao nữa em? Dạ, em trước tiên là thấy hết hồn, sau là cũng mắc cỡ lắm. Miếng bánh pizza mình mới vừa cắn vô mình cảm thấy nó ngẹn lại luôn, mình nuốt không được. Nhưng mà giờ biết làm sao, em cũng không biết làm sao, lúc đó em cũng không có cách nào hết. Cô nhắc không? Dạ em cũng không biết nhắc làm sao hết. Em không có kinh nghiệm. Rồi em lặng luôn hả? Xong rồi em cố nuốt xuống, em nhai gần như là gần hết miếng pizza rồi. Thì mới nói thỏ thẻ với anh, thôi mình về đi anh. Chỉ nói vậy thôi. Chúng hồi đứng đó hồi là bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vô cái chỗ đó. Dạ. Rồi em không cảm giác em gì. Em không biết, tại em rất là, em và người em rất là bình dân. Cực tình, không đi về thì anh chở em về. Thì chở em chạy từ cầu Thủ Thiêm xuống tới đường Lưu Lên Cũ á. Anh thấy khác trong người. Thấy sao?
thấy mát mát. Mát mát. Cái này thú vị nè. Không, thực ra cái em sao chị cảm thấy là nó có cái gì nó uẩn khúc ở đây nè. Tại vì nếu mà mát thì trong cái tư thế xếp bằng mới là mát. Ok, mà em đã đứng lên rồi là nó bớt mát. Không, em sao vậy? Không phải, tại vì nếu mà chạy xe thì nó có cái lực gió ngược lại thì nó mát mát chứ. Dạ. Cái kia là mát mát, còn cái này là mát mát. Bên nhật nhau quá, rồi tiếp đi. Em, tại vì chị biết em là em làm xây dựng á. Em đi quanh năm suốt tháng thì toàn ở chung phòng là anh em trai với nhau không. Không bao giờ để ý tới quần áo như thế nào hết. Thì có lẽ chắc lâu quá nó mục. Em về em chạy chết, mắc cỡ quá đi. Mắc cỡ lắm rồi em, chạy nước mắt luôn hả? Em mắc cỡ quá chị ơi, không biết nói sao hết. Nói chung là cũng mới có tỏ tình với nhau thôi. Nhưng mà thật sự em cũng tính em thì là nhưng em mắc cỡ. Em chở Xuân về thì em lấy móc cái quần đen lên, em nói lại ba đứa em là hôm nay anh Long chết cái gì rồi. Cái Hương cho ba em coi. À, như vậy là tôi có thể khẳng định điều là người ta nói là bạn yêu nhau ngay ngay cả những cái lần đầu tiên chúng ta gặp mặt thì có thể là chúng ta sẽ ấn tượng từ nụ cười, chúng ta sẽ ấn tượng từ đôi mắt của đối phương. Nhưng tôi khẳng định với cặp vợ chồng này, lần đầu tiên gặp mặt nhau ấn tượng của họ là gì? Càng một rồi. Rồi trong lúc mà cái gọi là yêu đương như vậy á, thì các bạn có những cái lần nào mà nó gặp sự cố giống như là ví dụ ăn pizza nữa không? À, sau thời gian quen á, thì em là con út thì lâu quá 34 tuổi chưa thấy có vợ. Thì gia đình muốn hối thì hôm đó em nói là người gia đình người nhà gia đình em trên Di Linh á, xuống Sài Gòn thăm em. Thì nó Long, mày dẫn bạn gái ra đi cho anh coi mặt coi, cho thím coi mặt đi. Thì em nói là Xuân ơi, đi ra gặp mặt gần gia đình anh. Không biết là mặt xong rồi những người đó im liền đi ra. Thì em nghe ba em ngoài phải nói với em là Long ơi Long, sao mà quen nhỏ sao xấu vậy? Thì ba em á thì tính rất là gia trưởng. Ba nói nếu mà mày lấy vợ xấu á, con mày xấu nè, cháu mày xấu nè. Em sợ quá. Thì em mới nói với Xuân nghe, nói em ơi, chắc á là anh sẽ đưa em về nhà cho em gặp ba má của anh. Rồi cái bữa đi về gặp ba làm sao? Dạ anh, sau khi mà anh nói lại với em như vậy thì em buồn lắm, tự ái nữa. Thì mới quyết định là hai đứa sẽ về ra mắt ba của ảnh. Thì khi mà vừa bước vào tới nhà thấy ba của ảnh thì em đầu tiên là dạ con chào bác, xong cười thật là tươi, cười hết sức của mình luôn, cười kền coi như là nụ cười dễ thương nhất của mình là có bao nhiêu là đem ra hết. Có nhớ là cái nụ cười lúc đó không? Dạ, ví dụ là ví dụ như anh là ba anh là ba chồng của em đi, nó cười sao anh chào con. Dạ con chào bác. Lúc đó thì ba em là người lớn tuổi trên 80 rồi, trên 80 rồi. Khi mà Xuân nói con chào bác á, thì em thấy chân mày ba em nó giãn ra, ba em cười. Em quay qua thấy má em cười, chị thứ tư của em cười. Em cảm thấy em thở ra rất là mạnh. Thì tự nhiên em nói là kiểu nào thắng rồi đó. Thì thắng chắc rồi. Thì sáng thì em đó luôn á. Ba nói là mày gọi điện thoại cho tao. Xong anh chị với đó, tao nói chuyện. Đúng ngày xuống là sáng dạ. Hay ha. Rồi như vậy là hai vợ chồng đến cái giai đoạn là kết hôn. Rồi sau khi kết hôn thì như thế nào? Dạ, sau khi kết hôn á thì cái vấn đề em thấy cái vấn đề khó khăn mà cũng trở ngại lớn trong cái cuộc sống như vợ chồng á, đó là về cái vấn đề cái sở thích ăn uống. Tức là sao? Anh ấy thì có sở thích là ăn những món thanh đạm thôi, không có chiên, không có xào, không có dầu mỡ gì hết. Còn em thì ngược lại thích ăn ngọt, những món mà béo một chút. Vậy rồi cái lời qua tiếng lại là cũng hay cãi nhau chuyện đó. Tại vì chị biết á, khi mà mới về cuộc sống vợ chồng á, nó nấu ăn cơm ra ngồi ăn á, thì em có nói, em nói là em ơi, anh thích ăn chiên xào lắm, anh ăn thấy cũng khỏe. Em luộc cái thịt hay gì đó thì anh ăn đi. Nhưng mà từ cái có một bữa là gây nhau khó chịu nhau với chuyện đó, ngày hôm sau chiên xào tiếp. Thì chị biết là em rất là thương vợ, mà khi mà vợ nấu cái đó bất cứ cái nào anh cho hết, anh cho hết. Rất nhiều lần như vậy ăn hết. Có bao giờ tức quá mà khóc chưa? Dạ có. Nhưng mà thường chắc có lẽ là giữa hai người em là người khóc nhiều hơn. Wow, ngạc nhiên chưa? Bây giờ thực ra thì đến thời điểm này á, nhìn hai bạn á, thấy cái sự mà yêu nhau còn rất là nhiều đúng không? Nhưng mà chắc chắn á là vẫn có những ước mơ để mà bạn đời của mình á phải thay đổi một chút. Bây giờ ví dụ như Xuân á, giờ
ở lông á, thêm cái gì nữa hoặc bớt cái gì nữa thì hoàn hảo. Chồng em có một cái thói quen đó là đi vệ sinh rất lâu. Lâu là sao? 10 phút, 15 phút, 20 phút. Dạ, ít nhất là từ 45 phút mà dài nhất là 1 tiếng. Ngạc nhiên chưa? Nhiều cái ngạc nhiên quá à, Lâm ơi. Phút là phút, dục chồng chơi internet hay sao? Dạ, lúc đầu em cũng ngạc nhiên giống anh Thuận, nhưng mà sau rồi thời gian ở chung thì thích nghi. Nhưng mà thích nghi thì thích nghi, nhưng mà nhiều khi mình cũng có nhu cầu. Cứ sáng ra ảnh ngủ dậy, ảnh vào nhà vệ sinh, ảnh ngồi từ 45 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ. Thì nhiều khi mình có nhu cầu muốn giải quyết không biết làm sao hết. Sao? Hỏi anh ơi anh xong chưa? Chưa. Anh ngủ trỏng vậy? Chưa xong. Lúc đó anh biết em phải xách xe chạy qua nhà bạn để giải quyết cái nhu cầu riêng. Đó là điều mong ước của Xuân về Long. Thế còn Long? Em thì từ lúc mà quen tới cái bây giờ thì thực sự ra hầu như tất cả mọi chuyện, mọi thứ em đều hài lòng với Xuân. Mà chỉ duy nhất có một cái, mà những cái mà làm cho em đôi lúc rất mặc là em phải ngồi mà em phải đi từ dưới từng trệt, xếp đồ lên trên lầu và bỏ vào tủ lại á. Có nghĩa là điều em mong muốn ở Xuân á là đừng có trải quần áo từ trên lầu xuống dưới lầu nữa, đúng không? Tính tình bớt nóng lại một chút, đúng không? Thực ra thì cái điều này á, cả hai bạn á, với cái này nó quá là tiểu tiết so với cái cuộc hôn nhân mà quá vẹn toàn của hai bạn. Tôi nghĩ rằng á, sau đây á, chắc chắn là hai bạn sẽ tự cảm nhận được cái điều mà người bạn đời của mình muốn. Và đó là một cái việc mà nó không khó tí nào, đúng không? Đúng không dạ. Dạ em nghĩ là không khó. Và tôi nghĩ rằng là mỗi người bớt một chút, mỗi người thêm một chút thì hai vợ chồng sẽ hạnh phúc dài lâu và mãi mãi. Dạ. Xin cảm ơn hai bạn, Xuân và Long. Dạ em xin cảm ơn anh chị.